Vâng, và chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube Audio. Thì quay trở lại kênh của em có về thêm một bộ dàn loa cũ nữa. Đây là mẫu 3 Bow 3-1 Series 3, một trong sản phẩm dàn 2.1 cao nhất. Nó bao gồm có Series 1, Series 2 và Series 3. Thì cái phiên bản Series 3 là cao nhất. Trên Series 3 còn phiên bản nữa là phiên bản Bow 235. Thì 235 thì bên em hiện tại đang tạm dừng bán và tập trung bán sản phẩm Series 2 và Series 3, là hai sản phẩm dễ tiếp cận và mức giá khá là hợp lý. Hôm nay em về một bộ dàn 2.1 cho các bạn giải trí phòng gia đình, một sản phẩm đến từ Mexico và xuất về thị trường Nhật. Mức giá là 10 triệu rưỡi, tặng kèm đổi nguồn, hỗ trợ bao ship toàn quốc cho các bác. Bao gồm là những phụ kiện như sau. Thì cái này sẽ bao gồm chiếc khiển remote ở đó này, bao gồm chiếc remote này, một cái loa tay, đây, loa tay, đây, nó hơi loa sáng, thông cảm đây. Là cái loa tay của chúng ta là để các bác có thể kê lên hoặc các bác có thể treo lên trên tường được. Nó có ở phía sau nó có những rắc mắt này. Đấy, các bạn nhìn không? Cái rác tròn 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 bắt ốc này. Thì các bác có thể mua ở Shopee và các bác treo lên trên cạnh TV. Rất là tiện lợi nhá. Treo ở hai hông TV như này. Treo hông TV như này thì khá tiện. Nói chung là về hình thức bộ này là tương đối đẹp cho các bác. Rất đẹp. Bởi vì bộ hàng này thì là hàng lướt ở từ Nhật về Việt Nam và cũng chưa dùng ở Việt Nam luôn. Em đưa từ Nhật về Việt Nam. Thì Bow 3-1 Series 3 thì nó có số một số điểm khác biệt và tí nữa em sẽ chỉ và cũng như hướng dẫn các bác cách dùng luôn. Còn về bây giờ em quay các bác hình thức thôi để các bác xem về hình thức của nó. Ở đây các bác sẽ có thêm một cái loa tay nữa, cũng tương đối đẹp, loa bằng EK bằng thép, đấy, sơn tĩnh điện. Còn đây là chiếc loa súp, thì bọn Series 1, Series 3 hay 1, Series 3 ấy, thì loa súp công suất nó là 350W, nó sẽ mạnh hơn một chút so với phiên bản kia, 300W, xin lỗi, 300W. Con súp này thì nó một số cái vết như này thì không phải là, nó phải là kiểu như là nó không phải xước đâu các bạn, kiểu như là cái vết nhựa mà tì lên đè xuống nó tạo ra vết hằn thôi, thì lau không lau được, nó không phải là xước đâu, đấy. Ở bên này thế, hình thức thì em sẽ quay bác chiếu hình thức. Thì đối với phiên bản Bow 3-1 Series 3 thì nó sẽ khác cái gì so với phiên bản kia. Là về kết nối của nó thì nó sẽ có kết nối là nó dùng cái đường chỉnh ấy. Cái bình thường các bác dùng cái 3-2-1 Series 2 nhá, thì các bác sẽ phải chỉnh bằng qua cái đường SVDL. Thì đường SVDL màu đỏ đỏ vàng vàng như này này. Thì nó sẽ dùng một số TV bây giờ không còn cái cổng đấy nữa. Đâm chứ muốn chỉnh bát chép nó hơi khó một chút. Còn đối với Bow 3-2-1 Series 3 nó sẽ dùng HDMI như này, để các bác cắm lên TV và các bác chỉnh bắt chép được. Ngoài ra các bạn có cổng quang để các bác lấy tiếng. Còn đây đường hình để các bác chỉnh. Ngoài ra có rất nhiều ngõ đầu vào để các bác chỉnh và các kết nối thêm những cục thu như cục thu Bluetooth để các bác kết nối. Đấy, nó rất là đầy đủ các bác, rất đầy đủ cho các bác. Ở đây đầu vào này, nói chung là khá là đầy đủ để chúng ta sử dụng trên TV xuống. Đấy, toàn bộ bọn này là được sản xuất tại Mexico á, made in Mexico đấy. Còn phía trước đây thì thực ra thì đối với phiên bản đầu 3-2-1 Series 3 ấy, thì cái phần đầu của nó thì nó mỏng hơn một chút so với Series 2 và Series 1, nhìn nó vuông vắn hơn. Còn về kết nối thì đầy đủ cho các bác cổng quang. Ở đây là phần khay đĩa DVD và CD, hơi bụi em sẽ lau qua một chút cho các bác. Có lẽ là người ta ít dùng đọc DVD và CD. Còn các bác nghe được TV của cổng quang. Đấy. Chọn ngõ đầu vào suộc ở đây là cái đường quang. Còn bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác khi các bác cắm dây HDMI từ TV xuống dưới cái đầu này nhé, thì các bác có thể chỉnh được bát chép. Các bác có thể cho em chọn em vào cái đường HDMI chúng ta đang chọn, ví dụ em đang cắm được HDMI số 2. Đấy, đường TV là số 1. Thì ở đây nó sẽ có thể chức năng cho các bác chỉnh được bát chép này. Các bác có thể chọn ở trên phần setting ở trên điều khiển để các bác chọn về phần audio, chọn chỉnh bát chỉnh chép. Chỉnh rất là nhiều, 1 2 3 4 5 6 7 8 tùy các bác lựa chọn căn chỉnh cho phù hợp, rồi chế độ analog input, chế độ cổng quang input. Thì các bác có thể chọn lựa chọn đầu vào được rất nhiều các chế độ, rồi audio processing đó về hoặc là chỉnh ngôn ngữ, nhưng cơ bản là ở trên cái này các bác chỉnh bát chép thôi. Đấy, chỉnh ngôn ngữ các bác chọn display language, có phần ngôn ngữ các bác có thể chỉnh được độ sáng màn hình. Thì bộ vì những sản phẩm này công nghệ nó không còn là quá xịn sò như bây giờ nữa, nhưng mà về chất lượng âm thanh rất là hay và cơ bản sẽ chỉ can thiệp bát chép thôi, hoặc là input level là những cái phần âm lượng đầu vào, các bác muốn cho to âm lượng đầu vào lên các bác có thể chỉnh lên đó. Thì khá đơn giản các bác nhé. Đây là một số thiết lập cơ bản thôi. Chúng ta sẽ có thể can thiệp được sâu hơn trên cái bộ dàn này. Đấy, TV level, cái này âm lượng đầu vào đấy, khi mà cho to thì to nhỏ tùy các bác, khi đầu vào nó to nhỏ thì do chúng ta lựa chọn. Đó là về cái chỉnh trên cái Bow 3-1 Series 3. Bộ này thì đó tổng quan là như vậy, còn chủ yếu là chúng ta nói về cái sản phẩm về hình thức thôi. Mẫu dàn này thì rất là hay, chất lượng âm thanh thì thực sự là em thấy là khá nhiều khách hàng mua như em vào trên kênh YouTube rồi, các bác thể biết là các bác nào đã mua hàng cứ comment ở phía bên dưới. Chất lượng thanh hay đảm bảo. Về nguyên bản của nó sẽ là bao gồm hai cái loa tay này, một cái đầu và một cái remote cũng như là một cái súp này. Còn cái chân kính ấy, cái chân để kê loa thì thực ra là
bộ nào nó có thì nó có thôi, do người Nhật họ mua thêm thôi, chứ thực ra bản thân nó không có chân đi kèm, do đó bác có thể mua thêm để gắn thêm. Đấy, các bác lưu ý nhé, có thể mua thêm để gắn thêm chân kính, không thì thôi bác treo ra lên trên tường hoặc để trên bàn như thế này cũng được. Đấy, mức giá xin nhắc lại là gì, 10 triệu rưỡi tặng kèm đổi nguồn, hỗ trợ bao ship toàn quốc cho bác nào quan tâm muốn mua hàng thiện chí thì cứ liên hệ với em để chúng ta có thể tham khảo trao đổi thêm. Và ngay sau đây sẽ gửi tới bác một số bản test nhạc trên mẫu Bow 31 CD2. Bộ này rất là đẹp nhé, có nhìn nó tay này, không có xước xát gì đâu. Đầu cũng thế này, đầu này em vừa sờ tay vào thì nó vừa giấu vân tay thôi. Cái này tương tự này, súp này không phải xước, không phải xước đâu, nó không phải vết xước, nhìn ngang bác sẽ thấy nó không phải xước, mà đây là vẫn kiểu như cái cào 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 lên đấy, cào lên nhựa nó xước ấy. Nó kiểu như là nó bị lì cái mặt nhựa xuống thôi, chứ mà không phải bị xước xát gì đâu, không có lõm gì cả câu nhá. Đó, vệ sinh sạch sẽ là hết thôi. Và ok, sau đây gửi tới các bác một số bản test nhạc trên Bow 31 Series 3. Hy vọng là bác nào đang tìm kiếm bộ này thì alo bên em để có thể đặt hàng được. Và mời các bác lắng nghe bản test nhạc trên mẫu 31 Series 3 này.